Xin kính chào quý vị, kính chào bà con nông dân. Mời quý vị và bà con nông dân theo dõi bản tin Thời tiết nông vụ của Đài truyền hình Vĩnh Long hôm nay, ngày 27 tháng 9. Theo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ trong ngày 28 tháng 9, khu vực Bắc Bộ được dự báo là sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày ít mây trời nắng, chiều tối và đêm thì có mưa rào, lượng mưa ít, có nơi có dòng. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 cho đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 33 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm thì có mưa rào và dông vài nơi nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ. Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm thì có mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 cho đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 cho đến 34 độ. Trong ngày 28 tháng 9, khu vực Nam Bộ được dự báo là ngày nắng gián đoạn, trưa không khí oi nhẹ, chiều do tối thì tạnh ráo, ban đêm hơi oi. Cụ thể, miền Đông Nam Bộ ngày có lúc nắng, trưa không khí oi bức, chiều giờ tối thì không mưa, riêng ở Bình Phước có mưa rào, ban đêm oi và nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Miền Tây Nam Bộ ngày nắng, trưa không khí oi nhẹ, chiều giờ tối tạnh ráo, riêng Cà Mau có khả năng mưa rào, đêm không khí oi bức. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ. Trong ngày 28 tháng 9, khu vực tỉnh Vĩnh Long được dự báo là ngày có mây, không khí oi bức, chiều và tối thì không mưa, đêm oi nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 34 độ, gió nhẹ hướng thay đổi. Thưa bà con nông dân, với tình hình thời tiết như hiện nay sẽ tạo điều kiện để sâu đục trái gây hại trên cây sapoche sâu gây hại trong suốt quá trình phát triển của trái, nhưng nặng nhất là khi trái được 3 đến 4 tháng tuổi trở đi. Trưởng thành của sâu đục trái Saboche, đẻ từ 2 đến 3 trứng, trải rác trên vỏ trái, thường ở vị trí tiếp giáp giữa các trái với nhau hoặc bên dưới lá đài gần cuốn trái. Sau khi nở, sâu non cạp ăn vỏ trái bên ngoài và đục tiến dần vào bên trong. Ở chỗ bị đục, trên trái thường có nhựa mũ màu trắng chảy ra bên ngoài. Khi đã đục vào bên trong, sâu tiếp tục đục ruột trái thành các đường hầm, rồi ở luôn trong đó hoặc chui ra ngoài đục phá trái khác sâu đục phá và thải phân ra ngoài nằm ngay ở xung quanh lỗ đục. Một con sâu có thể gây hại nhiều trái trên một chùm. Trong một trái thường có một con sâu. Tuy nhiên cũng có những trái có nhiều con. Sâu thường quá nhọng ngay bên trong trái hoặc ở bên ngoài vỏ trái. Để giảm thiệt hại do sâu đục trái Saboche gây ra, theo trung tâm bảo vệ thực vật phía nam, bà con nông dân cần thực hiện các biện pháp sau: tỉa bỏ cành già, cành nhỏ, những cành bị sâu hại nặng, cành bị chết, cho giường luôn thông thoáng bón phân cân đối theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây, tăng cường bón phân kali phần hữu cơ quay một kết hợp với nắm đối kháng trừ cô đẹp ma, thu gom những trái đang bị sâu hại đem tiêu quỷ để diệt sâu và nhộng, áp dụng biện pháp sinh học nuôi dưỡng và bảo vệ thiên địch của sâu đục trái như là ông ký sinh kiến vàng. Khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu đục trái, nên đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì và tuân thủ thời gian cách ly để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Ngoài ra thì với tình hình thời tiết như hiện nay, bà con nông dân cũng cần lưu ý trùi đục trái xoài, sâu đục trái cây có muối, bệnh sơ đen mít. Thưa quý vị, thưa bà con nông dân, bản tin thời tiết nông vụ hôm nay xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và bà con nông dân trong bản tin tiếp theo.